Đoạn clip một cô gái cùng người đàn ông hành hung dã man một cô gái khác tại cửa thang máy chung cư thuộc phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Dư luận cũng vô cùng bức xúc vì mức độ bạo lực của hai người này. Đáng chú ý, cô gái hành hung người trong clip được cho là hoa khôi của trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung trong clip, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, khi hai người phụ nữ, một người áo vàng và một người áo đen, khoảng 30 tuổi vừa bước ra khỏi thang máy, thì một nam thanh niên khoảng 20 tuổi và một cô gái lao đến tấn công. Người phụ nữ áo vàng đã bị nam thanh niên và cô gái nắm tóc, kéo lê, đấm đá liên tục vào đầu, bụng, lưng. Đi ra, bước ra, Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua nhận diện ban đầu có thể đây là sinh viên học ngành luật kinh tế khóa 18 của trường. Hiện nữ sinh này đang trong giai đoạn hoàn thành tốt nghiệp. Sinh viên này cũng từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên vài năm trước. Theo đại diện trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trường này đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét biện pháp xử lý phù hợp nếu người hành hung chính là nữ sinh hoa khôi đang học tại trường mình. Được biết, vào trưa 4 tháng 12, Công an phường 25 tại quận Bình Thạnh đã xác định được hai người hành hung trong clip với nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân. Công an cũng đã mời hai người này lên làm việc. Riêng nạn nhân trong vụ việc hiện đang ở quê tại tỉnh Tiền Giang nên sẽ làm việc sau.